Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn trở lại với kênh Minh Dạo của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ vào và tặng quân quy cho một bạn fan cứng đó. Thì mình sẽ tiếp tục làm chuỗi sự kiện tặng quân quy cho anh em fan cứng và cũng như là anh em xem video nha đó. Thì bây giờ thì mình sẽ vào trong bạn bè đi mày đó, và mình sẽ tìm bạn bè để mình có thể mình tặng quân quy cho bạn đó, đó. Thì mình sẽ tặng đầu tiên sẽ tặng cho bạn Hậu. Thì bạn Hậu là đây cũng là lần thứ hai mình tặng quân quy, tại vì đăng ký kênh ủng hộ mình, rồi xem video ủng hộ mình và cũng như là xem livestream trên fanpage ủng hộ mình cũng khá là nhiều đó, nên mình sẽ tặng cho bạn Hậu ở cái series đầu tiên này. Hôm thì mình lì xì, còn hôm nay là sẽ là cái chuỗi sự kiện quân quy miễn phí đó. Thì mình sẽ chép cái mã UID vô đó, mình sao chép cái mã này rồi bắt đầu mình tiến hành mình nạp bằng Viettel nha anh em. Rồi, ok, thì 11 thì những cái chuỗi sự kiện tiếp theo á, thì mình sẽ thông báo cho anh em cách tham gia và cũng như là để cách để nhận được quân quy miễn phí cho mình. Bây giờ mình sẽ ra tin nhắn anh em ơi. Rồi, mình ra tin nhắn mình sẽ soạn tin là Gagena DK 20. Ui, không có phân cách nha anh em, mình nhấn gọn 20 là Q1. Rồi mình sẽ dán cái mã UID vào đó. Rồi bây giờ mình sẽ gửi tổng đài là 9029 nha nè, đó của Viettel đó. Mình sẽ nạp tặng cho bạn Hậu 20k tương đương với 32 quân quy nè. Nhờ đợi tin nhắn nó báo thành công. Ok, đã báo thành công rồi em ơi. Đó, mình sẽ được 100 data với 32 quân quy vô trong cái ad đó. Đó, thì mình đầu tiên sẽ tặng cho bạn Hậu. Tiếp theo là sẽ tặng cho anh em fan cứng và cũng như anh em xem video. Đó, làm thế nào thì để anh em có thể tham gia thì mình đăng clip lên, anh em nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ anh em xem video. Đó, xong rồi những cái video tiếp theo thì mình sẽ yêu cầu anh em giống như là comment sao cho đúng. Đó thì mình sẽ chọn ngẫu nhiên qua 1, 2 hoặc là 3 bạn mình sẽ tặng quân quy, và số quân quy nhiều hay ít thì sẽ tự phụ thuộc vào cái sự phát triển của cái kênh và cũng như là cái video nha anh em. Dù như video nó view nó cao, like nó nhiều, chia sẻ nó nhiều thì mình sẽ tặng cho các bạn quân quy nó nhiều, và số lượng số bạn nhận được nó sẽ nhiều hơn nữa đó. Thì những bạn nào mà muốn trở thành fan cứng của mình thì mấy bạn cứ việc nhắn tin Facebook với mình đó, thì mình sẽ kiểu như là mình sẽ hướng dẫn cho anh em để cách để anh em có thể nhận được quân quy của mình. Thì mình sẽ nhờ anh em làm một số việc này kia, có thể là xem video, like, chia sẻ giúp mình. Đơn giản, rất là đơn giản anh em ơi. Tầm khoảng 15-20 phút đó là anh em sẽ có được quân quy. Kiểu giống như là có qua có lại cho một số anh em fan cứng. Còn anh em nào xem video đó, anh em comment dưới cái mã UID thì mình cũng sẽ chọn ngẫu nhiên một bạn. Đó, anh em cứ việc dụ như là anh em chúc anh sớm đạt được 10.000 subscribe, hay là chúc anh kênh mang phát triển gì đó. Đó, mấy bạn cứ việc comment hay gì đó, hay quá anh ơi gì đó, hay là chào anh nha gì đó. Anh em xong cái anh em xuống dưới dán cái mã UID vào. Đó, rồi bắt đầu mình anh sẽ đọc những comment của anh em và coi như là sẽ tặng ngẫu nhiên cho anh em nào. Đó, tin nhắn không có bị spam đó, anh em comment không có bị farm nó giữ lại đó. Anh nhận được cái sẽ chỉ giới chọn lọc cho một số bạn ngẫu nhiên để anh tặng quân quy. Anh em fan không cứng thì số quân quy nó cũng sẽ ít hơn mấy bạn fan cứng một tí đó. Nói chung thì anh sẽ tặng theo cái gói của Viettel, đó chính là thứ nhất là 10, 20 đó, rồi 50, 100, cao nhất là 200 nha, 200k, tùy theo phát triển của cái kênh của anh như thế nào. Đó, thì cũng mong thì anh em ủng hộ mình, thì mỗi bằng cách là khi mình đăng video anh em vào xem, like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp anh, kênh anh phát triển, thì anh sẽ tặng quân quy nhiều cho anh em nữa. Tại vì chuẩn bị mình vô trong cái chuỗi cái series này tặng quân quy thì mình sẽ chọn ra một tuần cho có thể là 1, 2, 3 video không chừng, nếu mà video được hưởng ứng nhiều, các bạn xem nhiều, đó, view cao thì mình sẽ làm thường xuyên. Còn ví dụ như view nó thấp thì mình sẽ kiểu giống như mình sẽ chọn lọc lại để mình đăng cho nó chất lượng hơn.
Thì số quân quy đó thì thật sự là nó không có nhiều anh em ơi, nhưng mà cũng như là tặng cho anh em một số bạn thì cũng giống như là chưa có nạp lần đầu, còn mấy bạn cũng chơi game ít khi nạp đó, rồi những bạn mà không có tiền nạp đó thì hãy nói chung là hãy tham gia cái sự kiện của anh đó, thì anh sẽ tặng quân quy cho anh em. Nói chung là mốt là sẽ tặng khá là nhiều đó, thời gian rảnh anh sẽ làm clip anh tặng quân quy cho anh em. Cũng trên livestream mình cũng đã tâm sự với anh em rất là nhiều, đó chính là trước Tết đó thì bận công việc này kia cũng khá là nhiều, đầu năm nay thì vào làm rồi cũng làm cũng cả tháng rồi, nhưng mà công việc nó vẫn chưa có gọi là nó vô cái khuôn khổ, nên mà anh cũng bận cũng khá là nhiều. Nhưng lại trong giai đoạn này thì cũng hơi khó khăn một tí, kênh nó mất đề xuất, nó mất tương tác này kia, nó doanh thu nó quá thấp luôn em ạ, thấp thấp tuổi luôn đó. Thì cũng mong anh em giúp anh một tay đó, like chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ anh, và những comment của anh em là những cái góp ý hay là những cái câu chuyện của anh em thì nó sẽ anh sẽ ghi nhận, và cũng như là nó cũng giúp một phần kênh anh nó phát triển hơn. Thì thật sự thì anh like trên fanpage nên anh không có like bên YouTube nhiều đó, nên bạn nào muốn leo ganh chơi game cùng anh thì qua bên fanpage thì mình sẽ kéo ganh, còn trên YouTube thì anh sẽ đăng video chơi game, hoặc là có thể là hướng dẫn anh em nạp quân quy, hay là hướng dẫn anh em làm này làm kia liên quan tới game. Nói chung là có thể là game Liên Quân, hoặc là game Bombette, hoặc là game Pokemon. Bạn nào yêu cầu thì mình sẽ làm. Nói chung là 10 view, 20 view cũng mừng rồi anh em ơi. Nói chung là vậy là cũng quá quý rồi. Nên cũng cố gắng làm. Biết đâu ngày nào đó thì may mắn nó đến với kênh của anh thì anh sẽ phát triển được, thì cũng như là có một nguồn thu nhập đó để có thể tạo ra nhiều cái sự kiện cho anh em tham gia. Chắc có thể là dòng quay nhân phẩm này cũng chắc sẽ cũng chuẩn bị quay lại anh em ơi. Đó, anh sẽ quay nhân phẩm tặng cho anh em, may mắn nào được trúng thưởng thì được thẻ Garena hoặc là thẻ cào điện thoại, tùy theo anh em muốn chọn cái nào. Hoặc là anh em có ví Momo thì sẽ tặng luôn anh em, chuyển thẳng qua ví Momo cho anh em luôn. Đó. Còn nạp kẹt thì giống như là kẹt cái thì mấy bạn sợ hack hay là sợ cái này cái kia thì cũng đâu có cần đâu. Bây giờ thì chỉ cần anh em gửi mã UID đó, anh sẽ làm bằng SMS cho anh em. Thì số quân quy nó ít một chút nhưng chất lượng cho đôi bên đúng không anh em? Ví dụ như 20k thì dù nạp Thẻ Garena thì anh em sẽ được 40 quân quy. Còn nhưng mà anh nạp bên SMS thì sẽ được 32 quân quy. Đó, nhưng mà an toàn, khỏi có sợ cái này sợ kia anh em ơi. Thì nói chung là cũng cảm ơn anh em đã dành thời gian mà xem những video của anh đăng vừa qua, rồi cũng như là thức khuya để xem anh livestream. Thật sự là cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì anh sẽ từ từ sẽ tặng quân quy hết. Vừa dịp dịp vừa rồi thì cũng đã tặng cho gần 20 bạn đó. Một số bạn thì đăng video, một số bạn thì không, lý do tại vì anh bận quá anh không đăng được. Mấy bạn cần thì anh cứ gửi thẻ hoặc là gửi mã UID anh cứ nạp thôi đó. Thông tin thì anh em cứ lên livestream anh em sẽ thấy mình đã nạp tặng cho một số anh em khá là nhiều. Nói chung là nhiều thì không có, nhưng mà ít thì mình tặng anh em được đó, 10k, 20k, 50k thì tặng anh em được đó. Mình bỏ tiền cho mình tặng anh em lãnh lương, hay là giống như là có nguồn thu nhập từ phía ngoài, giống như là anh thường thường thì có mua bán ad mấy bạn trung gian đó, rồi giúp đỡ cái này kia, mấy bạn tặng thẻ cho anh tặng lại cho anh em đó, rồi làm bên kênh YouTube này kia rồi rất là nhiều, hỗ trợ cho mấy bạn làm đó, chỉ mấy bạn làm này kia, mấy bạn gửi thẻ cào quá rồi anh tặng lại cho anh em đó. Nói chung là bây giờ cũng làm giùm, rồi cũng có nhận luôn cái thẻ cào luôn, để nhận xong rồi tặng lại cho anh em nào cần đó. Tích góp đó, giống như bạn kia hôm bữa thì mình tặng 3 lần thì mở dư sổ luôn em ạ, 3 lần tặng
chấp mấy quân quy, mở sổ có 99 dư mở sổ đó. Rồi bây giờ xin nhắc lại nha, anh em nào mà muốn mình tặng quân quy thì anh em comment phía dưới, đừng có bị spam. Anh em gửi là một câu chúc, câu chào hay là một câu nói gì đó hay ho đó, xong anh em xuống hàng, anh em dán cái mã UQD vào, nhớ là dán cho chính xác cái mã vô nha anh em, không thôi nhập sai mã rồi anh lại nạp cho người khác, nó công nó lại toan nữa đúng không? Đâu may mắn mà được lên video mà lại nạp sai mã UQD thì nó không tốt. Anh em sao chép xong vô comment, xong dán vô cái rồi gửi là xong đó, là anh sẽ tặng cho anh em. Anh sẽ lựa ra những bạn may mắn và cũng như là mấy bạn fan cứng như đó, anh sẽ tặng cho anh em từ một clip mà một bạn, hai bạn, ba bạn, bốn bạn, năm bạn đó. Cái số người thì được lên clip hay là cái số quân quy nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào anh em luôn. View cao, like nhiều, chia sẻ nhiều đó, thì tương tác nhiều thì anh sẽ tặng nhiều, còn tương tác ít thì view ít này kia thì anh sẽ tặng ít lại đó, để nó phù hợp hơn anh em ơi đó. Thì thật sự là cũng đến đây thì cũng khá là dài rồi, thì cũng không có gì hơn, thì cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu để xem video, cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì hẹn anh em ở những video tiếp theo hay là những buổi livestream tiếp theo nha anh em. Thì anh em nhớ bật cái chuông đó, mình đăng video anh em thấy anh em vào xem để anh em có cơ hội nhận được quân quy nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ơi. Bye bye anh em nha.